Rồi, hello, xin chào hết tất cả toàn thể anh em nha, đã quay trở lại xem kênh YouTube của Tuấn Mô Tô. Và kênh YouTube của Tuấn Mô Tô thì chuyên mua bán ha, tất cả các loại các dòng xe mô tô nha anh em, phân khối lớn, phân khối nhỏ đã qua sử dụng. Và đặc biệt là những dòng xe lướt như vậy nè, những dòng xe rất là thích hợp cho anh em xem, cho anh em đi sử dụng bền, chất lượng, sửa chữa dễ, phụ tùng thay thế dễ nha. Hôm nay thì bên mình cũng mới vừa về một con Honda Shadow 150, con này thì khá là đẹp luôn. Đời nó 2015 nha anh em, đời 2015, biển số thành phố, chính chủ Tuấn Mô Tô đang đứng tên. Con này là Shadow 150, của hãng Honda Shadow. Nói chung là bên mình về Shadow đợt sau này về khá là nhiều, mà đa số về là khách rất là thích, mua liền luôn. Đó. Rất là nhiều anh em dặn bên mình là khi nào có Shadow 150 thì alo, nhưng mà hầu như là trong thời gian vừa qua rất là nhiều anh em gọi nên thành ra em cũng quên hết số rồi, không nhớ được. Hôm nay thì bên mình mới vừa về một con cực kỳ đẹp anh em, ốc tán còn khá là mới luôn đó. Anh em nào nhận được video này thì liên lạc cho em ha. Con này thì hiện tại bên cửa hàng mình mới vừa về luôn, và bên mình chỉ có canh chỉnh rửa ráy sạch sẽ và thay nhớt thôi, chỉnh thắng chỉnh đồ rồi bên mình quay video giới thiệu cho anh em. Anh em nào cần tìm những dòng xe như vậy thì anh em alo cho mình số điện thoại là 0369 669 659 nha, hoặc anh em trực tiếp ghé thẳng lại địa chỉ cửa hàng bên mình là 262 đường Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Bên mình bán xe là có ship xe đi các tỉnh luôn anh em nha, có ship xe đi các tỉnh luôn. Anh em mình ở tỉnh nè, ở xa nè, anh em mà không có điều kiện anh em ghé lên địa chỉ cửa hàng mình thì bên cửa hàng mình sẽ bao ship về tận nơi cho anh em mình luôn, yên tâm nha. Đó, còn xe bên mình review sao thì bên mình sẽ ship xe y chang vậy, vì bên mình review xe là anh em hiểu rồi, quay rất là cặn kẽ, rất là chi tiết, nổ máy, test máy, chạy thử cho anh em xem vô tư luôn. Đó, số điện thoại bên trên màn hình thì về số điện thoại bên em có Zalo đó, nên thành ra anh em muốn biết thêm thông tin chi tiết về xe thì anh em cứ kết bạn cho em số điện thoại bên trên thì bên em sẽ gửi hình ảnh thông tin xe đầy đủ cho anh em. Con này là Honda Shadow 150 nha, đời 2015 anh em, thì chạy 20.000 cây, xe còn khá là đẹp luôn, nguyên rin nha. Bên mình kiến hậu đồ rin theo size, cản chống đổ thì bên mình mới gắn vô luôn, mới gắn cản chống đổ vô luôn, vì rin của nó không có cản chống đổ nha. Bên mình gắn vô luôn cho anh em, để anh em ở tỉnh anh em có mua thì anh em không cần phải làm thêm. Còn về phần máy móc thì nguyên rin, mấy dòng Honda Shadow thì anh em hiểu rồi, cực kỳ chất lượng, rất là thích, nó rất là thích vì cái dáng xe, cái gầm nó cao quá, anh em chạy đường trường cũng giống như là anh em leo dốc nè, đó, đi đường dốc, đường trường nè, đó, anh em đi rất là ok luôn. Mà kiểu dáng con xe này cũng khá là đẹp luôn anh em, Honda Shadow này kiểu dáng nó cực kỳ đẹp anh, đó, anh em nhìn cái kiểu dáng rất là đẹp luôn. Giá hiện tại con này thì bên cửa hàng mình đang bán ra với giá là 55 triệu nha, 55 triệu, đó, anh em nào ý muốn mua thì anh em liên lạc cho em liền. Chán anh em, vì những dòng xe này hiện tại thị trường giờ rất là hiếm anh em, đa số anh em có xe thì anh em để anh em đi hết thôi, rất là ít bán lại vì những dòng này nó không có hư, nó không có hư bày bạ, anh em để nha, không có hư bày bạ, nên thành ra đa số những người mua về hầu như là người ta để người ta đi, mà người ta không đi người ta cũng để trong nhà người ta trưng đồ cho nó đẹp hết cho em, ít bán ra ngoài lắm. Nên hôm nay thì bên mình mới vừa thâu được con này thì cũng khá là ok luôn, nên anh em nào cần mua thì anh em liên lạc cho em theo số điện thoại là 0369 669 659 để anh em trực tiếp xem xe tại cửa hàng. Còn nếu như anh em mà ở xa quá, anh em không có điều kiện anh em ghé đến địa chỉ cửa hàng mình đó, thì anh em bên mình sẽ sẵn sàng ship xe về tận nơi cho anh em mình luôn nha. Đó, bán xe có ship xe đi các tỉnh luôn. Giá bên mình đưa ra là 55 triệu là bên mình đã bao ship cho anh em luôn. Đó. Con xe này kiểu dáng ngồi rất là cao ráo anh em nha, phục nhún rất là êm, anh em để ý nè. Phục nhún rất là êm nha, cao ráo chiếc xe. Anh em ra đường trường anh em chạy rất là khỏe luôn, lên ga rất là giọt, rất là khỏe. Mà Honda thì anh em biết rồi, nó cực kỳ lợi xăng. Xăng của nó thì anh em chạy tầm 50 cho đến 55 của số 1 lít xăng, rất là lợi xăng nha. Côn đồ rất là nhẹ, số rất là nhẹ luôn. Hộp số con này thì 5 số, số móc nha, 1 trước 2 3 4 5 thì anh em móc lên. Phục nhún rất là êm anh em nè. Nói chung anh em ngồi lên con xe này anh em chạy nó rất là thoải mái luôn, tự tin, đa số thắng nè, côn nè. Đó. Thắng côn nè, anh em vô số rồi, nó rất là nhẹ luôn anh em. Đây, máy mình tình nổ máy cho anh em nè. Máy thì khỏi phải bàn nha, máy anh em khỏi phải bàn nha. Em sẽ chạy thử một vòng hai vòng cho anh em mình xem luôn. Anh em xem video thì anh em nhớ bấm đăng ký kênh giùm em nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì anh em bấm đăng ký kênh giùm em. Còn anh em nào đăng ký kênh thì anh em thả cho em một like nha và một lượt chia sẻ video nha anh em. Em sẽ chạy thử con xe cho anh em. Con này thì hộp số của nó 5 số nha, số móc nha anh em. Đó, anh em để nha. Đầy đủ hết cho anh em. Đó, em sẽ bật luôn cho anh em xem, tắt luôn cho anh em đèn luôn cho anh em xem. Đó, đèn nè anh em thấy không, ok không. Đó, đèn nè, xi nhan nè, xi nhan nè. Đó, anh em thấy không, đầy đủ hết, không thiếu một cái gì nha.
Đó, anh em mua về anh em chỉ việc sử dụng thôi, không cần làm thêm bất kỳ một cái gì con xe này. Kiến hậu riêng theo xe, có gắn cản chống đổ cho mình luôn. Đó, rất là ok. Quá là tuyệt vời rồi, con xe này thì giá 55 triệu thì em thấy cũng quá là hợp lý anh em. 55 triệu là bên em bao ship, còn nếu như không bao ship thì anh em tới địa chỉ cửa hàng thì bên mình sẽ fix giá xuống cho anh em nha. Rất là nhiệt tình luôn anh em. Đó, bên mình bán xe hả? Rất là nhiệt tình nên rất là nhiều anh em ở tỉnh ha, anh em lên cửa hàng mình ủng hộ rất là nhiệt tình. Thì bên mình bán xe là có bán phụ tùng xe luôn. Sau này anh em cần mua phụ tùng xe thì bên mình có bán phụ tùng và gửi về tận nơi cho anh em mình luôn nha. Em chạy thêm một vòng nữa cho anh em xem. Và anh em mình để ý câu này, anh em chạy số bao nhiêu nó sẽ hiện số bấy nhiêu trên đồng hồ. Trên đồng hồ nó nằm cho mình xăng. Đó, đồng hồ nó nằm cho mình xăng. Khi anh em chạy số bao nhiêu nó sẽ hiện cho mình số bấy nhiêu luôn. Đó, nó rất là tiện lợi anh em. Rất là tiện lợi cho anh em nào mới tập chơi đó. Anh em chưa có rành về số nè, thì con xe này nó hiện hết thông số cho anh em này này. Bố xăng nè, bố km nè. Đó, bố số nè, đầy đủ hết cho anh em. Đó, anh em mình để ý nha. Đây, em sẽ tiến lại và em sẽ review kỹ cho anh em xem con xe này. Đó, con xe này anh em chạy đi đâu cũng tới hết trơn á. Anh em đi Bắc Nam, anh em đi phượt Bắc Nam xuyên Việt luôn đều ok hết. Đó, giỏ thì giỏ sau là giỏ có rụt nha. Giỏ sau giỏ có rụt để nói trước cho anh em, để anh em biết chứ không là nhiều anh em không biết là về anh em giá nó ấy. Giỏ này là giỏ có rụt nha anh em. Đó, anh em mình để ý nha, giỏ có rụt. Đó, giỏ trước giỏ sau, giỏ trước cũng là giỏ có rụt luôn. Đó, có rụt luôn. Đó, giỏ trước cũng là giỏ có rụt luôn nha anh em. Đó, để em để cho anh em mình xem, để anh em mình cho nó kỹ, trong nhiều lúc anh em về anh em giá anh em không biết rồi anh em lụi vô rồi em bái ra rồi tùm lum hết trơn rồi hư hết giỏ. Đó, đây, xe khá là đẹp luôn, giỏ trước giỏ sau giỏ có rụt. Đó, xe đẹp, máy móc em bình đề càng đàn đầy đủ hết, mua về chỉ có việc sử dụng thôi. Giá 55 triệu là quá là hợp lý luôn anh em. Đó, anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc cho em để chốt giá nha. Còn xe thì anh em yên tâm, xe này quá đỉnh rồi. Đây, quá đỉnh rồi anh em. Con xe bên mình bán ra thì anh em yên tâm. Xe boring, má ring nha. Cản dựa chống đổ, kiến hậu riêng theo xe hoàn toàn hết, rất là đẹp. Rất là đẹp anh em. Đó, anh em thấy không? Quá tuyệt vời.